Xin chào toàn thể anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một cái sản phẩm mà rất hot trong quãng thời gian vừa qua sẽ được Thế Anh Audio sẽ tiếp tục giới thiệu và giảm giá cho các bác. Đấy, sản phẩm này, trong quãng thời gian vừa qua các bác đặt hàng cực kỳ là nhiều. Và ngày hôm nay bên em cũng sẽ tiếp tục lên video để giảm giá cho các bác thì rất là mong muốn nhá. Các bác đang theo dõi video, các bác nào chưa like, khoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nhá, nhấn chuông màu đỏ để nhận ngay được thông báo khi Thế Anh Audio lên video. Và video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về những chiếc quản lý nguồn phiên bản cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Quản lý nguồn 2 cấp lọc đến hiệu Martin Audio PA99, một dòng quản lý nguồn cực kỳ cao cấp đến hiệu Martin, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Thì ngày hôm nay đây sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác để các bác nắm được, cũng như là sẽ báo giá, giá cực kỳ tốt ở cuối video cho các bác nhá. Thì đây, giới thiệu trước cho các bác này, mặt trước của nó sẽ là một cái tấm kim loại. Đấy, được phay nhôm sơn tĩnh điện màu đen rất là đẹp. Và lần lượt sẽ thiết kế một ổ cắm đằng trước này và có 8 ổ cắm đằng sau. Tổng cộng con này sẽ có 9 ổ cắm. Có rơ le chống cháy chập quá tải. Đấy, rất là hiệu quả luôn cho các bác nhá. Phòng tránh rất nhiều cái trường hợp là bị mo ve cháy chập mà dẫn đến là cháy nổ, thì cái automat này sẽ nhảy điện này, sẽ đảm bảo cho anh em đấu tất cả các thiết bị điện anh em đấu được an toàn, cũng như là sẽ không gây ra sự cố về chống về cháy chập gây hỏa hoạn. Đấy, rất là an toàn cho các bác. Và một chức năng khi các bác bật lên này, các bác có thể thấy nha, nó sẽ bật lần lượt từ cộng 1 đến cộng 8. Và khi các bác anh em không dùng đến thì anh em có thể tắt đi. Tắt đây, tắt bằng chữ power này, nó sẽ tắt từ cộng 8 đến cộng 1. Đấy, chức năng này sẽ giúp cho các bác và anh em là sẽ bật tắt lần lượt từng cổng, như vậy sẽ không gây tiếng bụp ra loa khi các bác tắt và bật dàn âm thanh. Đấy, cực kỳ là cao cấp luôn ạ. Và ngoài chức năng như vậy thì em sẽ giới thiệu cho các bác một chức năng nữa, là chức năng tắt bật từng cổng phía sau. Ví dụ là đằng sau của nó sẽ có 8 ổ cắm, các bác có thể tùy chỉnh. Ví dụ có đèn này sáng ở CS2, anh em có thể tắt đi này. Đấy, CS3 cũng vậy, tắt đi. Đấy, nhả ra. Đấy, ok chưa? Tắt bật từng cổng tùy chỉnh, cực kỳ là cao cấp luôn cho các bác nhá. Và đây sẽ quay cho em đằng sau để cho anh em nắm được. Đây là phía sau của những chiếc quản lý nguồn Martin Audio với thiết kế là từ CS1 đến CS8. Đấy, có 8 ổ cắm đằng sau và 1 ổ cắm đằng trước, tổng cộng sẽ có 9 ổ. Và với đây, với dây cắm rất là to luôn cho các bác, chịu tải cực kỳ tốt. Nhiều anh em hỏi các bác làm sự kiện cắm 2-3 bên đẩy có sử dụng được không, thì em khẳng định các bác luôn nhá, anh em cắm thoải mái luôn, vì con này dây rất là to và chịu tải cực kỳ là tốt. Và các ổ cắm anh em nhá, nhìn kỹ vào giúp em ạ. Đây, sẽ quay sát này. Các ổ cắm đều là các cái lá đồng rất là dày, anh em nhìn thấy lá đồng cực kỳ là dày luôn. Và bên trong của nó có cái màu đen đen này. Đấy, anh em nhìn thấy đấy là các cái mút chân cắm. Để các bác cắm vào nó sẽ mút chặt hơn và tránh trường hợp bị mo ve. Đấy, dòng quản lý nguồn cao cấp, thiết kế cho anh em từng chi tiết một, quá là cao cấp luôn ạ. Và đây anh em nhìn nhá, em sẽ soi cho em nội thất. Đây, nội thất của nó. Dòng quản lý nguồn này với thiết kế là vỉ đen này. Dây của nó dây rất là to luôn. Đấy, dây cực kỳ to luôn, dây tương đương với dây 4 nên chịu tải cực kỳ tốt. Và đây là nội thất của nó. Tất cả đây là các rơ le này, chống cháy chập. Rơ le này có vậy hiện tượng rơ le này sẽ báo đến automat và automat sẽ nhảy. Tiếp theo nữa là các cái tụ lọc nguồn. Đấy, sẽ có 3 cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đấy là cái tụ lọc nguồn và 2 cấp lọc nguồn ở đây. Đấy, 2 cấp cuộn lọc nguồn và 3 cấp tụ lọc nguồn đảm bảo cho các bác anh em dòng điện cực kỳ là sạch sẽ luôn ạ. Đây, tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3 này và cấp cuộn 1, cuộn 2. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn ạ. Nhiều các bác hỏi là nguồn điện sạch thì có tác dụng gì, em sẽ giới thiệu luôn cho các bác nhé. Dòng cái nguồn điện sạch ấy, các bác sử dụng nguồn điện sạch thì đảm bảo cho các bác thiết bị âm thanh sẽ giảm ù xì rất là nhiều. Đấy, thứ hai nữa là khi mà các bác sử dụng các linh kiện điện tử nó sẽ tỏa nhiệt ít hơn. Qua đó là sẽ tăng tuổi thọ các linh kiện điện tử và tăng tuổi thọ các thiết bị điện tử lên rất là nhiều. Đấy, qua những chiếc quản lý nguồn hai cấp lọc này rất là đảm bảo nhá. Chống cháy chập quá tải, automat này, tắt bật từng cổng này. Đấy, lần lượt tắt thì các bác có thể tắt lần lượt như này. Đấy, và quan trọng hơn, con này là phiên bản này có 3 cấp lọc, 3 cấp tụ lọc anh em nhá, 3 cấp tụ lọc lên đảm bảo cho các anh em lọc cực kỳ là điện sạch. Đấy, điện sạch nhất. Đây là những chiếc quản lý nguồn cao cấp nhất và lọc sạch điện nhất trên thị trường hiện nay, phiên bản 2024 đến thời điểm hiện tại. Thì hiện tại nhá, đây là quản lý nguồn cao cấp nhất và lọc những nguồn điện sạch. Các bác là muốn dùng thiết bị điện tử được bền hơn, các thiết bị âm thanh được bền hơn thì anh em lên mua những chiếc quản lý nguồn, và đặc biệt là những chiếc quản lý nguồn hai cấp lọc như này. Đấy, rất nhiều các tính năng chống cháy chập, em nói rồi, chống cháy chập an toàn cho các bác, rất nhiều sự cố điện
gây đến hỏa hoạn anh em nhá. Gây đến hỏa hoạn là ảnh hưởng đến cả các thiết bị điện tử này, cũng như là cả tính mạng, mạng sống của các bác và anh em cùng gia đình. Đấy, thì đây những chiếc quản lý nguồn này sẽ giải quyết cho các bác và anh em đấy, chống cháy dập quá tải cực kỳ tốt. Hai nữa là lọc nguồn điện sạch, tăng tuổi thọ. Anh em mua một thiết bị điện tử ấy thì mong muốn là nó sẽ được dùng lâu hơn, bền hơn, thì đây, lên mua những chiếc quản lý nguồn này và giá rất là rẻ nhá. Ở video này em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác. Ngoài kia anh em tìm kiếm những chiếc quản lý nguồn 2 cấp lọc. Đấy, Martin 2 cấp lọc hoặc là những hãng khác 2 cấp lọc thì bán cho anh em tầm 1,8 triệu đến hơn 2 triệu. Đấy, nhưng em nhá, thì em sẽ bán cho các bác anh em. Ở video này, anh em mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em, chốt quản lý nguồn PA99 giá chỉ có 1,5 triệu và bên em sẽ bao ship cho các bác. Nhận hàng, kiểm tra trước khi thanh toán. Mua hàng nhanh tay nhắn tin, chốt quản lý nguồn PA99 là có nhân viên chốt đơn. Và anh em nhá, một ưu điểm là anh em không phải cọc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, test thử đúng như em quảng cáo, đúng như em mô tả thì anh em nhận hàng, không đúng như em mô tả anh em trả lại em, không mất một đồng phí đâu cả. Ok chưa? Một chiếc quản lý nguồn em nhắc lại nhá, đây là phiên bản cao cấp nhất đến thời điểm này 2024. Đấy, giá ngày hôm nay em giảm cho anh em còn 1,5 triệu, em khẳng định đây là giá tốt nhất thị trường hiện nay cho các bác. Mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em, chốt quản lý nguồn PA99 là có nhân viên chốt đơn. Đấy, giá rất tốt này, sản phẩm chất lượng thì rất là mong muốn. Các bác đang theo dõi nhá, các bác nào chưa like nhớ hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ.